mới món Bitcoin chúng ta đã thông đã triển khai chưa, đó là chúng ta đang chuẩn bị chấm cái điểm rèn luyện học kỳ một năm học 2019-2020, hình như khoảng cuối tháng tư này là phải hoàn chỉnh. Cho nên các em phải nắm được các thông tin này, nếu không thì mình sẽ mất quyền lợi, bởi vì giả sử như là hạn chót là ngày ABC nào đó mà quá hạn rồi mà chúng ta chưa cập nhật được cái thông tin này, chưa làm xong được cái thông tin này thì gần như là mình bị thiệt hại, chẳng hạn như là điểm rèn luyện bằng không nhỉ, điểm bằng không nhỉ, thì nhiều khi là chúng ta không có lợi trong cái việc chúng ta tích lũy điểm rèn luyện. Như vậy là giao dịch là nỗ lực của một cá nhân hay là một cái nhóm người, của một cái tổ chức, một cái cá nhân hay một nhóm người khác thuộc về đối tác, và tất cả những thành viên trong một cái cơ quan, trong một sự nghiệp. Thầy vừa nói xong là ví dụ chúng ta là có khoảng 20 khoa phòng với 10 phòng, tất nhiên cả cái bộ phận công tác tổ chức của đảng, chính quyền, ban giám hiệu, vân vân, thì để chỉ đạo tất cả các hoạt động này thì tất cả những người đó phải có sự nỗ lực để chúng ta có thể hoàn chỉnh được một cái gọi là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng của một cái cơ quan, một cái xí nghiệp, một cái doanh nghiệp nào đó. Và điều này thì tất cả những người tham gia vào cả cái quá trình này phải biết được và phải hiểu được cái nghệ thuật trong giao tiếp và ứng xử. Chúng ta có rất nhiều những cái cuộc giao tiếp khác nhau ở những cái phòng chức năng khác nhau, ở các cái khóa khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta biết giao tiếp một cách mềm dẻo, linh hoạt, ứng xử một cách nó tốt đẹp thì công việc có thể nó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà chúng ta nó cứng nhắc hoặc là chúng ta nó không tuân thủ một cái điều mà theo quy định ấy, thì nhiều khi nó bị hạn chế. Những đòi hỏi nguyên tắc trong giáo trong cái giao tiếp ấy, thì những yêu cầu của hoạt động giao dịch là bao gồm: thứ nhất là phải có cái tính nhất quán, và đây chúng ta đưa ra một cái sự thống nhất nào đó với nhau, thì từ trước hay đến sau hay là từ đầu đến cuối ấy, thì phải là thống nhất, hay gọi chung là nhất quán, tức là thống nhất từ trước và sau, và nhất quán từ đầu đến cuối theo một cái quan điểm rõ ràng, ấn định trước. Và trong cái quá trình đó thì chúng ta có thể có cái sự thương lượng để điều chỉnh cho nó phù hợp. Chẳng hạn như tất cả cái hợp đồng thì bao giờ người ta cũng ghi rõ, tức là nếu có những cái gì đó bổ sung thì chúng ta sẽ bàn bạc với nhau, thống nhất với nhau, và sau đó thì chúng ta có thể là có cái điều chỉnh, thì người ta gọi chung là linh hoạt trong cả cái hoạt động giao dịch. Chẳng hạn như là giá cả trước là 10 đồng, bây giờ thì có thể là giảm giá là 9 đồng rưỡi hay là tăng giá là 10 đồng rưỡi, thì tùy theo cái phương pháp chúng ta có thể là thống nhất với nhau để ta là khi giao dịch thì nó đã có cái văn bản nó linh hoạt và hiện diện rồi. Tiêu chí thì rõ ràng 1, 2, 3, và nói chung là phải chuẩn, phải có cái nền tảng văn hóa giao dịch hay là giao tiếp với nhau, tức là giữa văn hóa công ty A và văn hóa công ty B, đúng không ạ, thì có một cái sự gọi là đồng nhất và thống nhất với nhau. Để giao dịch có thành công hay là phụ thuộc rất nhiều vào người tiến hành một công việc. Đó chính là phẩm chất và trình độ nghệ thuật giao tiếp ứng xử, chứ không phải là người thông hiểu về nghiệp vụ. Như vậy thì chúng ta hiểu ở đây, tức là cái người mà làm công tác này thành công hay không thì ngoài cái nghiệp vụ của mình, tức là về chuyên môn thì cái này phải nắm vững rồi. Còn cái rất quan trọng đó là giao tiếp ứng xử. Và người ta có thành công hay không thì ngoài cái nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của mình rồi đó, thì cái gọi là quá trình trao đổi ứng xử, giao tiếp với khách hàng thì rất là quan trọng. Và điều này thì phải xuyên suốt trong hết cả cái quá trình giao tiếp và giao dịch, và có thể đem lại những cái kết quả có lớn cho doanh nghiệp. Ví dụ như vậy, một lời chào nhiều khi là cao hơn mong cổ, và chúng ta giao dịch tốt thì có thể thành công. Như chúng ta biết, tức là tất cả các thành viên tham gia vào trong cái bộ khung, tức là bộ khung của doanh nghiệp, từ các cái bộ phận chức năng
phòng A, phòng B hay là vân vân, nói chung là tất cả các phòng chức năng, chẳng hạn như ở trường ta thì gồm có khoảng 10 cái phòng chức năng như vậy, thì phải có cái sự nỗ lực phấn đấu của tất cả các thành viên, thì đó là kết quả cuối cùng mà người ta có thể là chấp nhận được, hay là khách hàng chấp nhận được, để có cái đồng bộ trong cái việc, tức là đưa ra để có những cái kế hoạch chúng ta làm việc với khách hàng, giao tiếp khách hàng cho nó tốt hơn. Có thể nói sự hiểu biết về giao tiếp ứng xử trong kinh doanh là hạt nhân của sự thành công trong công tác các loại giao dịch. Và cái điều này thì một lần nữa khẳng định rằng, tức là giao tiếp rất là quan trọng khi mà chúng ta có cái sự giao dịch, giao tiếp với khách hàng. Thì đấy là vài cái điểm mà các em có thể là tham khảo thêm để dựa trên cái văn hóa tổ chức của một cái doanh nghiệp nào đó, ví dụ như vậy. Và thứ hai là các cái phẩm cách, tức là phẩm chất và nhân cách của cá nhân trong cái việc chúng ta thực hiện cái việc giao dịch đối với khách hàng. Các cái hình thức giao dịch khác nhau để đòi hỏi hình thức và phẩm chất giao tiếp ứng xử cũng khác nhau. Chẳng hạn như là các cái bản hợp đồng giữa công ty này với công ty khác, hoặc là giữa doanh nghiệp với các cái khách hàng, hợp đồng mua bán như thế nào đó, ví dụ như vậy. Thứ hai là những cái bản phúc đáp, tức là trả lời cái khách hàng hoặc là trả lời các cái doanh nghiệp mà chúng ta đã làm các cái hợp đồng tương ứng. Và quảng cáo này thì nếu các em để ý thì ở bên Mỹ ấy, thì người ta chi cho cái quảng cáo rất là lớn, tức là trên cả cái phương tiện truyền thông của cả nước, chẳng hạn như là báo hình, tức là trên TV đó, báo nói là đài phát thanh, rồi là bên báo viết là các cái loại báo mà ta xuất bản, nhật báo hàng ngày hay là tuần báo, hoặc là có khi 2 3 ngày chúng ta xuất bản một lần đó, tức là báo viết rồi là báo hình, tức là trên truyền hình TV, vân vân. Nói chung là tất cả các loại báo hình, báo nói, báo viết thì chúng ta sẽ quảng cáo. Mà nếu các em để ý thì cái việc quảng cáo này ở trên các cái phương tiện truyền thông này cũng không phải là rẻ, chẳng hạn như vậy. Xuất hiện khoảng 10 đến 20 giây hoặc 30 giây thì bao nhiêu tiền? Trên báo viết ấy, chẳng hạn như là một cuốn báo xuân mà chúng ta quảng cáo trên cả một cái trang gọi là tăng nhất chẳng hạn, thì có thể lên tới giá cả như vừa rồi thì lên tới khoảng 16 triệu trên một trang, nửa trang thì 8 triệu, 1/4 trang thì 4 triệu, 1/8 trang thì 2 triệu. Như vậy là trên cả cái phương tiện đó là báo viết. Còn báo hình ấy, thì có thể, hoặc là báo nói, và nói là đài phát thanh thì mức quảng cáo rất là cao, hoặc là phát cả cái tờ rơi. Nếu các em để ý thì sinh viên ở đây thầy cũng hay gặp một số bạn sinh viên đi làm thêm á, chúng ta có thể phát một ngày như vậy là khoảng 7.000 cái tờ rơi chẳng hạn. Như vừa rồi thầy mới nhận được các cái tờ rơi thông báo của BC chẳng hạn, BC. Và nhiều khi chúng ta, nhiều người không quan tâm, nhưng có người thì người ta cũng rất là quan tâm về các cái tờ rơi này, và người ta đọc cả cái thông tin. Và cái hình ảnh tờ rơi thì các em biết, tức là có thể người ta nói rằng là cô hay chú cầm lấy rồi đọc cho vui, thì mình cũng cầm đọc cho vui, nhưng thực ra thì khi đọc rồi ấy, thì có những cái sản phẩm ấy, là mình cần thiết. Và như vậy trên cái quảng cáo đó thì có thể là liên hệ với cửa hàng, với doanh nghiệp, với các cái nơi mà sản xuất ra các cái sản phẩm đó, để mình mua về theo cái nhu cầu của từng cái cá nhân cụ thể chẳng hạn như vậy. Một cái tập tờ rơi của quảng cáo của BC chẳng hạn, dày khoảng 10 15 trang như đó, thì mỗi người như vậy chỉ đọc lướt qua và người ta chỉ chú ý đến một vài sản phẩm, và hàng ngàn người như vậy thì chú ý đến hàng ngàn sản phẩm, và chắc chắn là người ta sẽ có lợi trong việc là tiêu thụ sản phẩm cho họ. Trình bày hàng hóa sản phẩm thì cái này là về mặt hình thức, tức là phải bắt mắt, tức là phải màu xanh đỏ tím vàng phù hợp với cái sản phẩm, và cả cái triết lý kinh doanh của cái doanh nghiệp đó như thế nào, gọi là văn hóa kinh doanh. Và tất cả những cái điều đó thì chủ yếu là nhằm vào cái thị hiếu, người ta gọi là thị hiếu khách hàng. Người thì thích mẫu mã, người thì thích thương hiệu, người thích màu sắc, vân vân, ví dụ như vậy. Có dịp mà gặp các em thì các em có thể nhìn thấy cái tính cách của thầy là thích màu xanh chẳng hạn. Và như vậy thì
luôn luôn chú trọng đến cái mà sở thích của họ, và cái đó là cái lâu dài, và cái sản phẩm đó có thể là đưa đến cho khách hàng một cách phù hợp nhất đối với các cái mục đích cũng như là các cái nhu cầu của họ. Chúng ta có hai cái phần nữa. Phần thứ nhất là ưu điểm của cái hình thức giao dịch trực tiếp. Thì khi mà giao dịch trực tiếp thì thường là có cái tính chủ động, linh hoạt trong giao tiếp và hiểu được cái mà khách hàng đang cần, và nhanh chóng có thể là chúng ta có thể làm cho nhu cầu của khách hàng đó nó phù hợp khi mà khách hàng yêu cầu. Có được những cái điều chỉnh cụ thể phù hợp với các cái nội dung liên quan đến hoạt động lợi ích của cả hai bên, của cả hai bên. Hình thức giao dịch này thường được áp dụng khi mà tiến hành một cái thương lượng, một cái thỏa thuận, hợp đồng nào đó, vân vân, đối với giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, hoặc là giữa doanh nghiệp với khách hàng, ví dụ như vậy. Đấy là ba cái ưu điểm của cái giao tiếp trực tiếp. Còn đối với giao tiếp gián tiếp thì đây là các cái hoạt động như là bán hàng cho nhiều đối tượng khác nhau, chẳng hạn như là người ta bán online, tức là ví dụ vậy, quảng bá kênh trương thương hiệu. Và khi mà hình thức trực tiếp là không hiệu quả thì người ta chuyển sang cái hình thức gọi là gián tiếp để có thể tiếp cận được nhiều đối tượng hơn. Và như vậy thì mỗi một cái dạng giao dịch, giao tiếp hay là bán hàng cho khách hàng thì ưu điểm của trực tiếp cũng có rất là nhiều, như chúng ta là có là ba cái ưu điểm chính. Nhưng bên cạnh đó thì giao dịch gián tiếp cũng có những cái ưu điểm như chúng ta vừa nói. Cái điểm thứ nhất thì đấy là cái mà lưu ý thêm để các em nắm được trong cái thứ ba, thứ bốn, thứ năm của cái đặc điểm giao tiếp trong kinh doanh. Về cái phần phần lý thuyết của cái chương 2 thì gần như là cái chương này gần như là xong rồi. Chương 2 này đó. Thì em tạm nghỉ khoảng 15 phút đi. 15 phút sau đó thì chúng ta sẽ làm cái bài tập số 5. Bài tập số 5. Vừa làm bài tập số 5 thì thời gian thầy cho theo cái số lượng câu hỏi. Sau đó thì thầy chỉ dành 5 phút. Em lưu ý là dành 5 phút để chúng ta nộp bài. Những cái bạn nào mà nộp trước thời gian đó hoặc sau thời gian đó thì